đại diện cho nhóm con gửi cho bà một số tiền 2 triệu để cảm ơn hai anh. Cảm ơn quá. Cảm ơn. Cháu ơi, cháu ngồi đây một tí đi. Dạ. Xong rồi xong việc cô cháu nghỉ ra đi. Ok. Đây tí chị phải lên nhà chị trên kia, chị đi sau đi thôi. Chị có việc cô này, cô về cô giúp. Còn đây là nhà chủ của cái nhà bà này ở nhờ này. Ờ cái ai bà chủ? Ờ không, nhà này này là nhà chủ thôi của cái bà để ở nhờ này. Thế hai mẹ con bà để ở nhờ thôi. Ờ chứ không không có thuộc về nhà. Không phải nhà đâu, gì đâu. Ở nhà trọ đi bà. Ở nhờ thôi. Ờ, chứ bà là chỉ có một con trai à? Vâng. Có mà mấy đứa con thôi nhưng mà nó đi làm xa nhưng mà nó không mấy đâu. Nó cũng lợn lần nên trông nom. Nó không trông nom ấy. Nó cũng hoàn cảnh ấy. Vâng. Không ngồi uống nước đã. Ủa mà mấy đứa thường sao không trông nom bà? Trông nom thì nó phải đi làm, nó cũng vay tiền ngân hàng để nó xử nó mua đất cũng mấy mét thôi mà thì nó phải vay tiền ngân hàng ấy. Thì nó phải đi làm ăn để trả nợ ấy. Không có mấy đứa con thì thường nó cũng về thăm thôi. Chứ nhà này không phải là... Không phải. Nhà chủ nó bà ở nhờ trọ thôi. Ở nhờ thôi. Mà sao ta cho ở nhờ? Ở nhờ có người ta tốt thì ấy, còn có người lấy suối ra thì bà phải thu tiền bà con thì bà lại không được ở. Thì tầm chị với chị... Bà ở đây bao lâu rồi? Chứ ở một thời gian thôi. Vâng. Như là... Ngồi uống nước chú. Chị cũng thấy thương thì lại chị vào thăm một tí chị phải việc đi qua đây chị xin dấu ủy ban đấy mà. Nhà chị trên cách đây 10 cây ấy. Tôi cảm ơn không còn nó hết đâu. Ủa chứ bà ở đây lâu chưa? Bà ở đây một thời gian rồi. Bà cũng có công với cách mạng ấy này. Cái tấm của bà ở trọ nhà một nhà một thời gian là bao lâu? Cũng lâu rồi mấy năm rồi. Kiểu mấy năm ở như thế này thôi. Ở thế này người ta cho ở thì ở mà người ta thu tiền không có thì phải đi tìm chỗ khác. Ông đây thì là cũng có công cách mạng nhưng ông mất trước rồi. Ông mất rồi. Ông 82 tuổi thì mất bà 85 tuổi, bà sinh năm 37. Còn cái anh này tâm thần để 50 mấy tuổi rồi cứ ở với mẹ thôi. Này là bà đây đấy. Còn bà Bùi Thị Di. Bùi Thị Di. Ok. Mắt không nhìn thấy gì đâu. Không nhìn được gì. Vâng. Mà trước bà ở đây bà ở đâu? Bà cứ đi chợ thế ở nhờ người này người khác thôi mà. Thì ai tốt thì cho ở thế chợ. Thế thật ra là thì năm nay bà là bà sinh năm 37 thì 85 tuổi rồi ạ. 85 hả? Vâng. 85 ông 82 thì mất đây này. Nói thế. Bà nhìn trẻ hả? Đây ta 37 đây, sinh năm 37 đây. Qua ánh điện nó thế kệ, không trẻ đâu. Đấy bà mắt mờ rồi. Sỏi mật sỏi thận ấy. Gan nhiễm mỡ ấy. Quay bà trước bà ngã. Sinh 37 đấy. Kiểu ánh điện nó ánh vào ấy nhiều người áp huyết cao, bao giờ da nó cũng đỏ như thế, nhưng mà rất là nguy hiểm. Vâng, các chú mua đây uống nước đã. Tí chị đi làm bây giờ đi. Chị ơi, một uống nước. Mua áp huyết cao gửi về cho mà. Nắm lúc nó đơ quay kiểu như cái con gà cắt tiết xong nếu mà không có người đỡ là đập mặt xuống sân. Chính mắt cô đã được nhìn thấy rồi. Cho nên là cũng không có tiền, không cô toàn phải mua vào cô gửi cho ấy. Chị cũng thương mẹ con chị này có cân gạo hay là có đồng tiền lẻ thì chị cũng hay cho ấy. Chị đi lễ chùa ngoài đấy chị anh nhà chị cách đây 10 cây thôi. Đến lúc chị đi bây giờ. Cách đây. Là cũng gần nhà. Không phải gần nhà chị này đâu, chị ở tận trên xa ngược cơ. Ngược hả? Chị ngược. Chứ hai người sao quen nhau. Cô lại thương thì cô về cô giúp cho, còn nhà còn cách đây 10 cây ở vùng cao nữa cơ. Biết nhau hay rủ nhau đi chùa. Mà sao biết bà này? Bà này thì quen thì thấy thỉnh thoảng hồi xưa hay đi qua lại đây thì biết. Thì là mình thương ấy. Tí chị cũng về nhà chị thôi mà. Khổ lắm, bà mắt mờ rồi. Hai mẹ con ở với nhau, anh trai thì... Thấy mắt bình thường mà. Mắt bà mờ ấy, phải sắt đây này. Cũng nhìn như bình thường mà. Đấy, không phải. Khổ lắm. Cái mắt như kiểu là mở ra nhưng mà không nhìn thấy gì ấy. Kiểu như thế đấy. Nhìn được mà. Không nhìn được. Mắt mờ phải sắt đấy. Ăn cái gì phải vâng, có mơ kia khổ lắm. Mắt có sao không bà? Bà mắt này chưa lột được. Ngồi đây, đi chị sắp xếp chị đi bây giờ đấy. Ok. Rồi giờ mấy giờ? Gần 7 giờ. Gần 7 giờ. Buổi. Cứ ngồi đi chơi nghỉ đã. Chào mấy khi gặp nhau. Chú ở đâu đến đấy? Chú trên ở dưới Sài Gòn. Sài Gòn đâu? Mất hai người. Uống nước đi hai anh em. Chị nữa. Thỉnh thoảng ra mình hay đi chùa, mình gặp chị này, chị hướng dẫn chị này đi chùa mà.
cũng không bình thường, đơ. Ai? Bà hay là con? Con thì đơ rồi, nhưng mà nhìn người là biết chứ còn gì nữa. À, biết là con đơ, đơ nhưng mà ba thì bình thường mà. Cũng bị lẫn này. Lắm lúc thì toàn cười một mình ấy. À. Biết rồi, con thì như vậy mà bà bà thì lắm rồi. Lúc thì cũng mất trí, lẫn không chị nhận ra được. Ôi con mèo. Ôi. Có con mèo. Mà thấy bà nhìn được mà. Không? Nhìn không phải, ánh điện nó thế nó hắt vào mặt thôi. Như bà có nhìn thấy gì đâu, bà phải ngồi đấy, đi đái đi vệ sinh là phải dắt. Ai dắt? Cô này thỉnh thoảng cô về hoặc hàng xóm người ta sang. Cũng có hàng xóm mà. Kiểu cảnh lá lành đùm lá rách cái cháu. Không phải thăm bà thế thì có gì để cho giúp đỡ cho bà ngủ về tối xe. Xe ở đây còn gì nữa. Thế bảo mày ở đấy ngồi đợi thì lại không nghe, bảo vào một tí thôi mà, nhưng mà đã xong việc đâu. Ủa chứ chứ phỏng vấn bà được hay là bà không có nói được? Cháu muốn phỏng vấn về cái gì? Cũng như là kể về cái hoàn cảnh để ta hiểu biết đó, chứ giờ mình tự về, xuống xong về hoàn cảnh của bà vất vả như thế nào, là ốm đau ra làm sao thì để em. Ủa bà ra đây ngồi được không? Để thấy sáng chứ không thấy mặt mũi gì cả. Bà muốn ngồi đi cho khỏi ngã bởi vì bệnh đau đầu mà. Thấy cháu cứ vào đây mà không có thấy cái mặt á. Không thấy cái mặt á. Để cô lưng ra nhá. Ý là người ta muốn chụp ảnh. Bà cúi xuống cho người ta chụp. Tại vì ánh điện mà không biết có ngại không? Không ạ. À, là chói mặt á phải. Cái này là kiểu mắt nó cũng bị ảnh, người cũng không được bình thường ấy thì người ta mới khổ thế này chứ người ta. Chứ cô không có bình thường ấy. Già rồi bây giờ con cái bị như thế này suy nghĩ ấy, thì là cũng bị ảnh hưởng ấy, lúc nó bị lẫn ấy, lẫn như kiểu là người nó ngồi ra đây nó không tỉnh tỏ lắm ấy. Giống chói mắt ấy. Chắc chói mắt đó, phải không cô? Phải không bà? Vâng. Mắt nó mới mở, nó thụt đây rồi. Ý là nó thụt cái mắt rồi. Nó thụt xuống mắt đến đây rồi. Không nhìn thấy gì nữa. À, không nhìn gì. Mà cái ánh sáng nó làm chói hay sao? Vâng. Nó cũng bị chói nữa, với hai nó cũng mờ mắt. Rồi. Mờ đi xuống rồi. Lại phải có người mờ. Đấy, cháu muốn nói hỏi bà cái chứ gì? Thường trong ngày là bà làm gì? Chỉ ở khu này à? Ở đây, ở nhờ đây thôi. Ở nhờ đây? Vâng. Với bà ở đây bao lâu rồi? Cũng được mấy tháng rồi. Mấy tháng? Mấy năm rồi. Đi đọc ở nhà. Mấy tháng hay mấy năm? Dạ. Nói đại thật giống ta thấy nghe hay hơn á. Là mấy tháng à? Mà lúc trước khi ở đây là bà ở đâu? Thì bà cứ ở lang thang mỗi người nhà một ít, mẹ con dẫn nhau đi ra chợ ra búa, ai thương người lại cho. Còn khổ hơn mẹ con Châu Anh này, khổ hơn đấy. Mà cái này là do chứ mấy con của bà sao không có trông nom cho đi bà xa hết rồi mà. Đi hết rồi, ở riêng cả rồi, có vài người thôi. Chứ bà cảm giác như thế nào, thấy như sao, thấy buồn khổ lắm. Buồn khổ lắm. Bố nó mất đi khổ lắm. Nhà chả có nhà đi ở nhờ. Mà cũng có nhiều người vô giúp bà mà phải không? Cũng như là cô Lý với hàng xóm. Bằng hàng xóm bên cạnh người ta cũng đỡ, người ta thương. Như kiểu người ta tiện thì người ta vào một tí rồi người ta ra. Cô vào cô được chứng kiến mà. Mà sao mấy người này biết về bà? Tại thỉnh thoảng đi qua đây thì biết. Thỉnh thoảng đi qua lại đây. Đi lại ấy, thì là cô này cô chữa bệnh cho cô vào cô tình cờ cô biết được việc như thế thì cô mới. Không biết mình lên đây được không? Cô ngồi trên đây được. Tháo giáp lên. Thấy cô này cũng như kiểu người bị dễ thương mà. Như bị lìa lên nhau đi. Chứ bà có bao nhiêu con? Được có vài ba đứa thôi. Ba đứa. Nhưng mà đi làm xa hết rồi. Đi xa lắm rồi. Đi xa lắm rồi. Đứa thì vào Lam, đứa thì đi khắp nơi rồi. Nào ở đây chứ bà biết tự nấu cơm không hay là có người ta hàng xóm người ta thổi cho mắt mờ rồi mà
À, không có nấu được. Với kém quá rồi. À, không cuốn nữa. Với con thì phí tâm thần. Được, con này tâm thần. Sợ biết đấy. Còn quần cũng còn rách kia, có biết gì đâu. À, mà có lúc cũng bình thường. Không. Hay là nó khá đấy, còn cắn cả bác sĩ chưa? Không, ý là cô Thanh nói là hai mẹ con này sướng hơn bà. Tại vì con đi được con khỏe. Còn bà đấy khổ lắm. Tí hồi không, chắc không ăn đâu. Chắc sắp ngủ. Chứ giờ lo đi cháu, chẳng có ai. Chẳng có ai cho là nhịn đấy. Có gì đâu. Bà có ăn xúc xích này không? Có á. Không, để đây bà nhá. Để đây. Xin nhá. Chúc nữa bà. Bỏ cái kia thì cho bà. Bỏ cái đấy xin bà. Bùi, Thủy Chi. Ăn được đấy. Ờ. Giã cơm. Ờ, giã cơm. Có nghĩa là phải đi chầy, đi phối, giã dập ra, đi nuốt răng thì hỏng hết rồi. Nhưng mà bà chỉ lo cho cái thằng này. Xe cũng đi rồi ấy à. Ok, thì theo cô Thanh với cô Lý là mình giúp cách nào? Tùy em giúp đỡ cho bà được cái gì, kệ không hay đâu. Xe ấy thì ấy kệ không ra được đấy. Đúng rồi, đi đợi không sao đâu, vẫn còn chủ ở đây mà. Thì tùy em mẹ đi lòng cảm tâm với cô chị cũng ra thôi. Thì cô nói kiểu là chị cũng là kiểu là người ấy, người chở, người hay là cũng như là nếu giờ chuyển qua tiền có bà có giữ được không? Bà có, bà còn biết giữ tiền mà, biết cài tiền. Mà sao bà với chị giống bà không có đi tới lời không, phải không có đi được cái tài khoản. Ví dụ như chồng của cô công tác đấy thì có gì là sẽ là cho người mang vào, kiểu mình cứ người là chính chứ không ai bớt xém gì cả. Cái nhà này nó toàn cho cái hai đứa mẹ con nó đi à. Tiền thì bà đâu có xài được. Bà biết bà nhờ người đi mua mà, chợ nó ngay đây mà. Nhờ hơn là để người ta cứ mua thế. Tùy ấy thôi, tùy thành phần nào hợp tâm của em thôi. Không thì bà ấy mà em trai này 53 tuổi với 85 tuổi. Bà này, she's a bit blind in the eyes and this guy's got some mental problems. So, bà cũng có công cụ hàng, em nhìn đây nè. Nhóm con gửi cho bà một số tiền 2 triệu để... Vâng, cảm ơn hai anh. Cảm ơn quá. Vâng, cảm ơn. Vâng, cảm ơn bà. Vâng. Thì với... bà cắt đi nha. Cơm các cháu dẫn là... chú vào đây. Dạ, do chị Thanh cháu mới... Bà cất tiền kỹ vào nha. Có rồi. Với cảm ơn cô Lý với cô Thanh giới thiệu bà cho cháu. Vâng, xin cảm ơn nhá. Cảm ơn. Cảm ơn bà. Thank you. Chúc bà sức khỏe. Cảm ơn. Ok, thì thôi thì chắc... Em cho chị cái số điện thoại của em đấy. Dạ. Ok. Cho chị số điện thoại của em để sau này chị em mình giao lưu. Ok, giao lưu. Cháu cho nhá. Cảm ơn nha. Ok, cho bà quay lại nha. Không 904 cái thôi. 0904. 0904. 0904.